Bây giờ còn chạy vô hồ tỷ để chế tiểu ông tử nè, vô tình gặp gì chức đang đi bộ lang thang. Ba bệnh nó không có cần ăn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thương. Ủa sao chửi con đã rồi, cho mua nước cho con uống gì vậy? Mọi người thấy không? Làm đỡ đi. Lan tò với ông thương tò, tao uống nào dâu anh sẽ tươi. Cái nào đâu? À, uống dâu đi, đó đây là một ly nước của dì Chức tặng nha, vô tình dì Chức. Ba chục quá uống, tao trả ba chục. Ba chục hả? Ba chục. Thôi chế cái chuyện đó rồi, kính sao đi, kính... Hello mọi người. Hôn rồi. Lắc cái quà, mấy quà mà hồi sớm rồi. Gì? Chúc mấy quà. Gì? Chúc quà là gì? Quà giờ đó, nó qua tới giờ đó. Cái hôn đó, không nghĩ hả? Chế đóng nắp lại em thấy chế đọc đóng nắp lại em rồi, có gì treo em mình em đêm đấy. Nói giờ chế gì qua đây có việc, tại vì cái chuyện này là bí mật không có nói gì Chức biết được. Có nhưng mà không phải là gì Chức, nó giỡn rồi đâu có cho đâu, qua đi chơi à. Biến đi đó, bữa nay không gặp con nhớ con không gì Chức? À, thà nhớ con, thà nhớ tiền hay hơn đúng không? Đó, không con người giết gì Chức thức là thật tình nha. Nghĩ sao nói vậy nha. Nghĩ trắng ra trắng, nghĩ đen ra đen nha. Cứ trắng là không bao giờ thành đen được, mà đen không bao giờ thành trắng được. Tham tiền vẫn là tham tiền gì Chức, đúng không gì Chức? Đó không, nói gì Chức cũng được đậu, có tiền là làm phiền được gì Chức đúng không? Đó, nó chưa có người cho tiền này gì Chức. Gì? Cho nhiêu hết, nếu mà trong vòng một phút gì Chức không chớp mắt là cho 1 triệu. Chơi không? Không chớp mắt luôn nha. 1, 2, 3 Mở mắt đây Chức. Ý là nhắm mắt luôn á, chơi nhắm mắt luôn á. Thấy không? Thấy kìa, thấy không? Mọi người thấy chưa? Thế em kêu là mở mắt nha. Trong vòng 1 phút mà không nhắm mắt em mới cho tiền mà giờ chị Chức nhắm mắt lại. Để em lại làm lại đi nào nha. Mở mắt 1 phút là mở mắt liền nha. 1, 2, 3 Ồ, mở rồi, đã làm nhiều rồi. Không có nhắm mắt nha. Đó. Đó. Trời ơi, đó. Nhắm mắt rồi. Nhắm mắt rồi. Đánh không nhiều mà. Đánh không nhiều. Thôi, đang gán gồng giờ. Đánh không nhiều. Rồi kìa. Đó. Ủa này không bán, không bán số mà. Mười mà bán. Thấy dạo này gì Chức có thể gì Chức mệt hay gì Chức lười. Mệt. Có nào Chức đi theo gì cầm, biết gì Chức giống gì cầm không? Bụng cũng ngắt là cầm nào. Gì? Nó cũng cúng vậy hoài chết á. Cái đó là biết đâu sơ gan cổ trướng á, cậy. Nó cũng cúng vậy. Nè, gì biết cái sao gọi là sơ gan cổ trướng không, cậy chất sống mà trướng quá. Trướng quá thì nó thành sơ gan cổ trướng đó, phải không chế? Nam mà bớt nhiều rồi, nhỏ là kìa, đây là nhỏ, nhỏ, nghe cái tiền nó phá liền. Đó. Đó. Trong ta không tìm được mày ai thương, những lúc có tiền nhiều bao đêm thao thức người dài nhìn lên mong nào vậy ngày mai thứ rồi mới mới có 2 ngày má nó chưa vô má nó không lên nữa rồi quý Chức hôm nay á mấy người kia đi bay Chức có đi không? Ai? Anh Cứng Nguyện xạo quá anh nói chuyện rồi con nói thiệt đi không? Đi không? Vậy anh Cứng Nguyện đi Chức có đi không? Sao vậy? Chia tay bớt đâu rồi. Sao vậy? Sao vậy? Thì Chức mặc bộ đồ này vô ba là cưới công chuyện luôn rồi. Ê, bà, hồi sao phải hồi sáng mà bạn đầm đẹp quá chưa? Đầm nó đẹp đâu gì, múa đâu đẹp vậy? Chia đà. Nhiêu vậy? 80. Trời đẹp quá nha. Đẹp quá. Đầm nhí nhảnh đó, đầm đó nha mời. Đi đám cưới là ok nhưng mình đi tiệc đầm à, con tặng mặc bộ đồ mà anh cười chết cho đồ nào cá nổi luôn vậy hả? Vậy hả? Nổi không? Nổi trời nổi hả? Rồi hôm nay đó cái nhà chứ đi ba không kìa ta kia kìa không mày cùng mà có dẹp chưa? Đang chuẩn bị đi ba rồi đang nhậu xong á đó. Đó anh Hưng ra 1 triệu quay đầu đó. Ê, chế kiểm tử có đi rồi chứ không đi hả? Đi cho chồng là đ*** mới nó có 50 đồ. Rồi chứ có được cái gì không? Có sao kỳ vậy? Đi nó, ai biết đó giờ chứ là ra kìa luôn rồi. Chứ biết sao chứ không được không?
thì chức được được quá nhiều rồi. Đó giờ chức vẫn đang ngồi đây nè. Hello mọi người nha, hôm nay gì chức để cái bãi dưới sen là cũng có đẹp tiểu tử ngồi chơi tiểu tử mọi người. Đó. Có lợi xe vắn khách quá trời, nãy đông quá thì đông giờ vắn khách quá trời rồi cũng 3 chiếc. Có 2 chiếc à. Chiếc cũng toàn chứ khách nè. Có 2 chiếc à. Mời tôi chết đi xe đông. Có xe vàng. Thôi đừng có làm như vậy, mình còn trẻ đẹp mà chết chưa. Đó giờ điều cuối cùng của y chất là muốn gì? Chim. Ủa là lỡ mất rồi cũng lấy tiền đem xuống dưới luôn không? Mà y chất muốn lấy tiền đô hay là tiền đô la phủ hay tiền thiệt của mình? Ủa y chất nó y chất chết rồi, mất rồi làm gì còn? Y chất mất rồi lấy tiền gì? Tiền nào cũng lấy hết á. Tiền nào có tiền lấy hết đúng không? Bỏ bây giờ nói chứ tiền nào cũng lấy nha, giờ chứ. Ủa sao chứ không vô nhà ngủ đi lang bang hoài vậy? Không có nhà. Không có nhà. Không phải hôm nay mới thích đi qua nhà chơi ngồi chơi mát mẻ nè. Là nhà bãi nhà tưởng tử gần với nhau mà mọi người. Bả hẻm đầu trên mình tử cái hẻm trên đầu dưới cho mọi người. Đó. Đó có một cái đường ngồi dài rất là. Đó giờ kiểm tử giữ xe gì chứ ra đây canh phụ. Nãy giờ khách đông quá trời, phải ngồi có 2 chiếc thằng chiếc à. Khách là có 1 chiếc xe à. Người ta rủ chức kiểm tử đi không? Không mà chức đi không? Chức cũng đi sao? Mà chứ không đi không? Đi chung. Này đi, có anh Cứ Nguyễn anh rủ đi. Cái chìm hả? Đi ai biết đi, anh Cứ Nguyễn anh cho tiền gì chứ cái đó con đâu biết đâu. Thiếu 3 triệu sao cho con. Đó chứ có đi không? Không chứ. À thôi dù cày chế cũng đang bận hướng ta giữ xe đây đúng không chế? Nói chung cho nên chế đi không có được. Rồi chứ không về ngủ đi, ngõ đi hoài. Ngõ đây để anh kêu mua qua, kêu bé qua rước gì chứ nha. Nó đi đám cưới vậy. Bé này đi đám cưới hả? À, nên nãy anh thấy cái bé gì vô bán phụ. Rồi chế giữ xe đây cái mấy giờ chế? Đến 10:30-11. À, nói chung á cậy cũng có nhiều người nói chế rảnh được sắp xếp là đi chung mọi người đi Nha Trang hay là bây giờ chế bận không đi bận được quá, nhà giữ xe à. Có show video có nhà giữ xe à. Đó giờ chế cũng có công việc riêng, mỗi người một công việc, còn gì chất công việc hổm gà là mệt mỏi đó. Chế có lời khuyên cho chất không, cứ chất bị tiểu đường hoài. Chất không nên uống nước ngọt nhiều, xì tin. Không nên uống, phải uống nước suối, chịu có uống nước suối vô nó. Hiểu không? Nó lọc cơ thể mình đó, nó hiểu không? Nó hoài ra, lọc ra. Hiểu không? Nó chất thải ra. Chứ uống nước ngọt hoài, dễ bị tiểu đường lắm đó. Thương khuyên bà vậy đó. Lỡ bệnh một cái nó khổ lắm á. Không mình, không chứ có bảo hiểm không? Có mà, bảo hiểm nó có. Có bảo hiểm bệnh viện chạy đó. Bảo hiểm nó có mà. Đó. Nói chứ giờ cứ ngồi mệt. Rồi sáng nãy gì chứ có ra bên quán nước gì sơn gì chứ có hả? Đó. Sau nay về sớm vậy? Bệnh hay đi mắc cầu đau bụng? Nãy nghe nói gì chứ đau bụng chơi? Đưa má về lúc mà chiều chị ba mấy á. Đưa má về, nghe mấy ba về đưa má về. Đó. Đó, chức về đâu ngủ đâu cũng nói chung là chân gì chức là chân đi nên cũng đi tới đi lui đi mua nước đi dữ lắm mọi người. Đi mua nước xong rồi cũng đi ngang qua đây ghé qua chỗ giữ xe kiểm tử rồi ghé vô ngồi uống nước nói chuyện đã uống sữa đâu nành nha mọi người. Đó sữa đâu nành của gì chức mua cho chế thôi. Gì chức mệt mỏi thôi, gì còn xin kết thúc clip đây nha, để cho chế ngồi nói chuyện gì chức xíu là gì chức về kiểu nó kiểu đâu ra nhớ nói rồi. Ôi.